Xin chào, mình là Sò đây. Video clip hôm nay thì mình sẽ nói một chút về những cái cây chì phác thảo của mình ở trên tranh và giấy vẽ màu nước ha. Thông thường thì mình sẽ phác thảo bằng chì và cũng như là la nét thì cũng bằng chì luôn. Hôm nay ở đây thì mình có một cây raffinate và một cây chì daily 10B. Khi mà mình phác thảo và cũng như là tô màu nước trực tiếp lên trên tranh á, là nhiều bạn sẽ cảm thấy là tại sao mình lại không la nét. Nếu như mà la chì trực tiếp lên trên tranh như vậy thì có làm lem chì lên trên giấy hay không, hoặc là có làm dơ, làm bẩn giấy hay không? Thì câu trả lời sẽ là có. Nhưng mà với tùy loại giấy, tùy loại chì và tùy cách mà các bạn sử dụng chì trên giấy như thế nào ha. Loại giấy hôm nay mà mình sử dụng thì là giấy bao hông vân hót, và đây là một loại giấy mà mình nghĩ là nó khá là ăn chì ha các bạn. Và mình thì đang lai nét cái viền này bằng cây bút chì Daily 10B của mình. Như vậy thì cái khả năng lem chì ra thì khá là nhiều, và cũng như là khá là chắc chắn là cái chì của mình nó sẽ bị lem ra rồi, bởi vì giấy bao hông này thì nó khá là ăn chì đó. Tuy nhiên có một cái mẹo mà mình mách cho các bạn, đó là trước khi mà các bạn vẽ, các bạn có thể cố định một cái lớp nước, phủ một cái lớp nước lên trên cái bề mặt tranh của mình trước. Như vậy thì nó sẽ cố định cái phần nét chì và nó sẽ không làm lem chì của các bạn ra. Ví dụ như ở đây thì có thể là các bạn sẽ làm một lớp màu bay nhẹ bằng màu cam hoặc là màu vàng nhạt chẳng hạn. Như vậy thì đã xử lý xong cái phần màu chì đen mà nó bị viền đúng không? Vậy thì còn cái màu chì màu đỏ mà mình dùng để phác thảo trực tiếp lên trên giấy vẽ màu nước này thì nó sẽ như thế nào? Ở đây là mình đang dùng một cây chì màu nước, có nghĩa là cái cây chì này khi đi mà nó gặp nước thì nó sẽ có thể hòa tan ra, và nó cũng khá là tương tự với lại các cái loại màu nước và dạng viên nén, nhưng mà khác một cái là nó sẽ làm thành dạng một cái bút chì. Thì đây là cái đặc tính của chì màu nước raffinate. Lý do vì sao mà mình lại lựa chọn chì màu nước để mà mình phác thảo? Thứ nhất là chì màu nước mình có thể chuốt nhọn, và thứ hai là nó sẽ có nhiều màu sắc. Thứ ba là sau khi mà mình vẽ xong màu nước rồi thì nó sẽ bị phai đi, và như vậy thì sẽ khá là thích hợp để cho cái việc phác thảo trực tiếp lên trên giấy của mình. Dĩ nhiên nếu như mà bạn không thích sử dụng nguyên một cái cây chì để mà lúc nào cũng phải gọt thì các bạn có thể sử dụng những cái loại ngòi bút chì 0.5 mà có nhiều màu, đa dạng màu đến từ những cái thương hiệu khác. Những cái loại ngòi màu chì này thì nó có một cái ưu điểm, đó là nó dễ xài hơn, nó không cần phải chuốt, cái ngòi của nó rất là nhỏ, và cũng như là cái màu của nó thì cũng khá là thích hợp cho cái việc mà các bạn phác thảo nữa. Và dĩ nhiên những cái ngòi màu chì như thế này á thì nó sẽ dễ phai hơn trong cái quá trình mà mình tô màu ha, và sau khi mà mình tô màu xong thì gần như là sẽ không thấy nữa. Thì cái việc mà các bạn sử dụng một cái đường nét line nó có một cái màu khác, ví dụ như là màu đỏ, màu tím, màu cam, thì cũng làm cho cái phần line nét của các bạn trông nó có vẻ đặc sắc hơn, và sau khi mà các bạn tô màu xong thì cũng nó cũng sẽ giúp cho cái tranh của bạn trông nó lạ hơn, nó khác biệt hơn, và cũng như là nó sẽ làm cho cái tranh của các bạn nó có một cái điểm nhấn gì đó ở trên cái phần line nét ha. Về giá thành thì thật ra là mình đánh giá là những cái cây chì màu nước thì giá nó sẽ rẻ hơn, tuy nhiên thì nó lại không tối ưu được hết tất cả cái hiệu quả sử dụng. Khi mà các bạn muốn sử dụng thì các bạn phải gọt chì nè, rồi thì các bạn phải bỏ ra rất là nhiều chì vụn để mà các bạn bỏ đi á, thì như vậy thì nó hơi phí. Còn những cái loại ngòi chì kia thì có vẻ như là nó giá nó khá là cao, tuy nhiên là các bạn có thể sử dụng lâu dài, như vậy thì các bạn có thể xem xét để mà đầu tư về cái khoản chi phí. Bình thường khi mà mình lai nét thì một là mình sẽ lai nét viền đậm lại bằng chì, hoặc hai là mình sẽ dùng cọ để mà mình lai nét. Và khi mà các bạn lai nét bằng cọ thì dĩ nhiên thì nó cũng sẽ có nhiều màu hơn, hoặc là nếu như mà các bạn không có giỏi về cái khoản mà bạn dùng cái đầu cọ nhọn để mà các bạn viền lai nét chẳng hạn, thì các bạn có thể thay thế nó bằng cách là các bạn sử dụng màu chì ha. Có một số cái dòng chì mà nó bị sáp nhiều quá thì nó sẽ không có ăn màu nước lên phía trên nó, cho nên là các bạn cũng phải cẩn thận khi mà các bạn lựa chọn loại màu chì để mà vẽ trên màu nước. Hôm nay thì là một cái chiếc video ngắn, vì vậy cho nên là mình sẽ kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.